Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Dương Tuệ Mẫn, học sinh lớp 5A6. Năm nay đã là năm thứ 5 mình tham gia cuộc thi Mở Sách Mở Thế Giới tại trường tiểu học Trần Nhân Tông. 5 năm đồng hành cùng cuộc thi, mình được mở ra biết bao điều mới lạ. Mình đã trưởng thành cùng với sách, từ tri thức đến cảm xúc, từ văn hóa đến giải trí, từ quá khứ đến hiện tại, từ quê hương nhỏ bé đến thế giới rộng lớn bao la. Mình cũng rất vui vì những cuốn sách mình giới thiệu các năm trước đều được các bạn tò mò và tìm đọc nhiều hơn. Thật tự hào biết bao khi mình đã góp một phần nhỏ bé để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Năm nay, mình đã là một học sinh bước vào giai đoạn ôn thi chuyển cấp. Mình đã tìm hiểu về một số cuốn sách văn học với rất nhiều chất liệu đa dạng, phong phú hơn. Mình đã không ngừng bị cuốn theo những áng thơ văn bất hủ của cả trong nước và quốc tế. Những ngày gần đây, mình đã yêu thích cuốn sách Những Ngày Thơ Ấu của tác giả Nguyên Hồng, một người con quê hương Thành Nam. Trong văn đàn Việt Nam, nhà văn Nguyên Hồng được đồng nghiệp và bạn đọc yêu ái gọi bằng một danh hiệu: nhà văn của phụ nữ và trẻ em. Ông sinh năm 1918, mất năm 1982, tên khai sinh là Nguyễn Nguyên Hồng, quê ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Nguyên Hồng từng có một tuổi thơ bất hạnh. Hồi ký những ngày thơ ấu được coi là những dòng hồi ức sinh động, chân thực đầy cay đắng về tuổi thơ không êm đềm của chính nhà văn. Đó là cả một quãng đời cơ cực mồ côi cha mẹ, bị khinh rẻ phải tha phương cầu thực, chịu biết bao cay đắng, tủi nhục, đày đọa. Bất đắc dĩ, con bé ấy phải trưởng thành sớm hơn. Thế nhưng, chính tình mẫu tử thiêng liêng, tình yêu tha thiết đối với mẹ đã giúp cậu bé vượt qua giọng lưỡi xúc xiểm của người cô độc ác cùng với những dư luận không mấy tốt đẹp về người mẹ tội nghiệp. Đặc biệt, đoạn truyện tả cảnh đoàn tụ giữa hai mẹ con là một đoạn văn thấm đẫm tình cảm và thể hiện sâu sắc tinh thần nhân đạo. Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi. Tôi thấy những cảm giác ấm áp bao lâu mất đi, bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường. Phải bé lại và lan vào trong lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm và gã rôm ở sống lưng cho, mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng. Những ngày tháng tuổi hờn, cơ cực, đau thương, từng câu văn cứ nhẹ nhàng cùng với mạch cảm xúc tự nhiên, nhà văn Nguyên Hồng đã đưa những ngày ấu thơ chạm đến trái tim bạn đọc suốt nhiều thập kỷ qua. Đọc đến đây, nước mắt như tuôn trào trên mi mình. Có lẽ ít nhà văn, nhà thơ nào có thể miêu tả tình cảm mẹ con một cách chân thật và sâu sắc, thấm thía như dưới ngòi bút của Nguyên Hồng. Yêu mến Nguyên Hồng, mình lại cảm thấy thật tự hào với Nam Định, một vùng quê yêu dấu, một mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi chắp bút cho những tâm hồn văn học ra đời để rồi vươn cánh bay xa, không ngừng nỗ lực làm nên cho đời những kiệt tác thơ văn. Một cuốn sách rất hay đến từ một người con Nam Định tài năng, giàu lòng nhân hậu, chính là một động lực lớn để mình cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn văn học. Mình yêu tiếng Việt, yêu văn học, yêu sách, yêu cả những người viết sách. Mình sẽ cố gắng phấn đấu học hỏi nhiều hơn để có thể viết cho bản thân mình một cuốn sách gửi tới các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.